Cuộc đời có 7 định luật lớn này, thuận theo thì sớm thành công, hạnh phúc, cố chống đối thì mãi chật vật đến già. Các bạn thân mến, có những quy luật trong cuộc sống, dù bạn muốn tin hay không thì nó vẫn tồn tại. Và đây chính là 7 quy luật lớn mà bạn cần phải biết để thành công, và đó là những gom nhặt của chúng tôi để gửi tới các bạn, những thính giả của Trầm Hơn Thiên Đức. Điều thứ nhất, luật hấp dẫn. Một khi anh đã quyết chí thì cả vũ trụ sẽ giúp anh đạt được việc đó. Đây chính là một câu nói nổi tiếng trong cuốn sách Nhà Giả Kim, dạy chúng ta về sức mạnh tận cùng của ước mơ. Bạn nói mình khao khát, bạn nói mình muốn thành công, bạn nói mình muốn lấy được người trong mộng. Nhưng tất cả những gì bạn đang làm là ngủ đến 10 giờ sáng, ngồi xem hài nhảm cả ngày, không đọc sách, lười lao động, thì đừng bảo sao luật hấp dẫn không phát huy tác dụng. Như Jack Canfield, tác giả cuốn sách Người Nam Châm từng viết: mọi thứ bạn muốn đang chờ bạn ở ngoài kia. Mọi thứ bạn muốn cũng muốn bạn, nhưng bạn phải hành động thì mới có được chúng. Vũ trụ muốn bạn thành công. Hay nói đơn giản là, nếu muốn trúng Việt Lốt, ít nhất bạn cũng phải mua một chiếc vé số đã chứ. Điều số 2, luật tập trung. Nếu trường học dạy cho bạn cần phải học giỏi ở mọi môn, cả tự nhiên lẫn xã hội, thì trường đời lại trao thưởng cực kỳ hậu hĩnh cho những kẻ đứng đầu, xuất chúng trong một lĩnh vực. Bạn có thể thích và muốn nhiều thứ, thích bóng đá, thích kinh doanh, thích đi học, thích buôn kim cương, thích bán trầm, muốn làm chồng đảm đang, muốn là một đứa bạn tốt. Nhưng định luật tập trung nói rằng bạn cần phải thực sự giỏi một cái gì đó. Dù là thợ sửa xe, dân thiết kế hay chuyên bán đồ ăn qua mạng, thì chỉ cần bạn thực sự tập trung để dẫn đầu trong ngành mình lựa chọn, đời bạn sẽ nở hoa. Còn nếu cứ mãi mỗi thứ biết một tí, thì bản chất của việc tập trung vào mọi thứ thì thực sự bạn đang không tập trung vào một điều gì. Điều số 3, luật trách nhiệm. Rồi sẽ có lúc bạn ngộ ra rằng không ai khác ngoài bạn đơn độc làm chủ cái đầu của mình. Vậy nên mọi thứ bạn nghĩ, mọi niềm tin bạn có, mọi việc bạn đang làm tới tận cùng đều do bạn cả. Nếu bạn làm tổn thương ai đó, đó là lỗi của bạn. Năm 20 tuổi vẫn nghèo, có thể do lỗi của bố mẹ, nhưng 30 tuổi lương vẫn 7 triệu và than cuộc đời bất công, đó là lỗi của bạn. Hãy ngưng đổ lỗi và nhận trách nhiệm về cuộc đời mình vào bàn tay mình, và chắc chắn hạnh phúc sẽ đến. Điều thứ tư, luật kiên trì. Người thành công không bao giờ bỏ cuộc, và người bỏ cuộc sẽ không bao giờ thành công. Tất nhiên là bạn đang có tạm dừng để nghỉ ngơi, chuyển hướng, nhưng không được từ bỏ. Bạn kiên trì và nỗ lực bao nhiêu sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Trên cuộc đời này, tôi hiếm gặp ai khi dám nói, tôi đã thử hết mọi cách, tôi đã tìm đến mọi sự trợ giúp, tôi đã cố gắng hết sức mình, và tôi vẫn thất bại. Vì sự thật là một khi bền bỉ và đặt hết tâm trí của mình vào việc mình làm, thì tất yếu là định luật kiên trì sẽ thưởng cho bạn xứng đáng. Điều số 5, luật nhân quả. Có lẽ sống đến giờ này, bạn đã nghe rất nhiều câu, gieo nhân nào gặt quả đấy. Dù có muốn chối bỏ đến đâu, thì sau này bạn vẫn sẽ ngộ ra rằng, bất cứ điều gì mình làm rồi cũng sẽ để lại một cái kết quả gì đấy. Những gì bạn muốn làm hôm nay sẽ là quyết định của bạn vào ngày mai. Nếu bạn muốn ác với người khác, làm điều xấu thì ác giả, ác báo, ác hữu, ác báo, trốn mãi cũng không được. Nếu bạn muốn làm điều tốt, học cách cho đi, không nói dối, kiếm tiền chân chính, thì luật nhân quả sẽ trả lời bạn đầy đủ. Điều số 6, luật chấp nhận. Mọi thứ xảy ra trên cuộc đời này đều có lý do. Có rất nhiều thứ nếu chịu cố gắng, mọi chuyện sẽ có thể thay đổi. Nhưng nếu có một số chuyện bạn buộc phải chấp nhận rằng mình đã thực sự bất lực và phải cho qua đi. Khi học được cách chấp nhận rằng cô ấy đã không còn yêu bạn nữa, rằng có thể rồi bố mẹ cũng có ngày sẽ ra đi, rằng mình mất hết thật rồi, chúng ta sẽ thay đổi được bản thân để phù hợp với hoàn cảnh, để thích nghi dễ hơn. Thấu hiểu rằng dù có giỏi giang đến đâu, bạn cũng không thể bắt mọi chuyện diễn ra theo ý của mình. Đó là một sự giải thoát khỏi gánh nặng, chối bỏ, mà định luật chấp nhận có thể đem lại cho cuộc đời của bạn. Điều số 7, luật kết nối. Mọi việc, mọi người, mọi sự đều gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hình nào đấy. Có những chuyện bạn làm bây giờ bị người khác coi là vô nghĩa, nhưng 10 năm sau lại là cực kỳ quan trọng.
Người bạn giúp hôm nay, biết đâu mai này lại trở thành quý nhân phù trợ. Nhận ra được mối quan hệ tương hỗ này, hãy biết trân trọng và có trách nhiệm mọi kết nối mà bạn tạo ra. Các bạn thính giả của Trầm Hương Thiên Đức thân mến, có những quy luật trong cuộc sống, dù bạn muốn tin hay không, thì nó vẫn tồn tại. Và đó là 7 quy luật lớn mà chúng tôi chia sẻ tới các bạn. Thuận theo thì bạn sẽ sớm thành công, hạnh phúc. Trầm Hương Thiên Đức chúc anh chị thành công và luôn may mắn trong cuộc sống. Đừng quên follow kênh và ủng hộ chúng tôi bằng cách để lại like và comment ý kiến của bạn ở trong bài viết nhé. Trân trọng cảm ơn quý anh chị.